Tâm, mày biết tin gì chưa? Tin gì? Anh Tuấn với chị Vân sắp lấy nhau rồi đấy. Nghe nói ngày xưa mày với anh Tuấn yêu nhau say đắm lắm đúng không? Thế mà không đến được với nhau, tiếc thật đấy. Ừ thì chị Vân xinh đẹp, tài giỏi như thế, có gì làm lạ đâu. Đúng đời. Tưởng cướp hết tất cả mọi thứ của tao mà xong á. Cứ đợi đấy. Anh Tuấn. Tâm, sao vậy em? Chị Vân, chị đánh em. Sao Vân lại làm như vậy? Em biết, anh với chị Vân sắp kết hôn. Chúng mình cũng mới chia tay nhau thôi. Nhưng mà em có tình cảm với anh. Chị Vân biết điều đấy, nên chị ấy gọi em đến nhà. Xong rồi chị ấy... Thôi nào em. Vân, tại sao em lại đánh Tâm? Rồi lại còn quát nạt, dọa nạt cô ấy hả? Em đánh cô ta lúc nào? Vậy em nhìn kỹ lại đi, nhìn xem mặt cô ấy bị làm sao. Anh mới chỉ nghe cô ta nói mà đã kết tội em rồi à? Tại sao Tâm lại phải đổ oan cho em? Anh là người yêu cũ của cô ấy, anh hiểu tính nết của cô ấy. Còn em dám làm, sao không dám nhận? Anh vô lý vừa thôi, chuyện chưa rõ ngọn ngành mà anh dám quát em như vậy à? Ờ kìa chị ơi, không phải lỗi của anh Tuấn đâu ạ, là lỗi của em. Em không muốn vì em mà anh chị phải cãi nhau đâu. Kìa Tâm, sao em phải nói như vậy? Tất cả là lỗi ở em. Do em có tình cảm với anh, thế nên chị Vân chị ấy mới đánh em. Anh đừng có trách chị ấy nhá. Tôi thật không ngờ cô lại là con tiểu tam chơi chẽn như vậy. Cô thích ăn vạ chứ gì? Được, để tôi giúp. Kiều Vân, em làm cái quái gì vậy? Tại sao em không hiểu chuyện một chút đi Tâm nhỉ? Anh thật hối hận khi đã yêu em. Anh dám so sánh tôi với cô ta? Mới hôm qua anh còn bàn chuyện cưới xin với tôi, vậy mà hôm nay anh bênh con tiểu tam trước mặt tôi à? Nhờ có Tâm tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô đấy. Chia tay đi. Hay lắm. Đáng ra câu này phải là tôi nói mới đúng. Đi thôi em, từ nay anh sẽ che chở, sẽ bảo vệ cho em. Kiều Tâm, sao anh lại tát anh? Quả đúng như lời cô nói, anh ta là thằng khốn nạn. Đấy, cô thấy chưa? Anh ta là một kẻ coi thường, lợi dụng phụ nữ. Chán thì bỏ, có mới nới cũ. Lúc chúng tôi còn yêu nhau ấy, anh ta đã cắm lên đầu tôi mấy cái sừng liền đấy. Anh chỉ xem phụ nữ chúng tôi là trò chơi thôi à? Hai người đã nói cái gì với nhau? Chị Vân, tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì mà cô đến tận đây? Chị, chia tay anh Tuấn đi. Thật không ngờ cô lại trơ trẽn đến như vậy. Đã chia tay rồi lại còn muốn phá vỡ hạnh phúc người khác à? Không, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi. Tôi sẽ lật tẩy bộ mặt đạo đức giả của anh ta. Cô nói vậy là sao? Kịch hay còn ở phía trước, chị cứ đợi mà xem. Bây giờ thì tôi đã nhìn thấu anh rồi, còn gì để bào chữa nữa không? Hà chồng hồ. Một người có tiền tài, địa vị như tôi, không yêu người này, yêu người khác, có việc gì đâu mà phải bào chữa. Anh chắc chưa? Anh nghĩ anh bước chân vào được cái công ty này và giữ chức trưởng phòng là do thực lực của anh. Là tôi đã nhờ bố tôi nâng đỡ anh đấy. Anh hiểu chưa? Em nói thật sao? Anh xin em, không phải như em nghĩ đâu. Tất cả là con đàn bà này, chính nó đã bày ra trò, rồi chính nó chia rẽ chúng ta. Vân ơi, em vẫn còn yêu anh đúng không? Quả như tôi dự đoán, hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi thôi chứ gì. Vậy thì không cần nữa đâu, bởi vì tôi không còn cần anh nữa. Mời anh ra khỏi nhà tôi.